Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu một dịch vụ nữa, đó là cắt bỏ mua tuyến vú. Thế thì các bạn sẽ thắc mắc là tuyến vú người ta cần bỏ thêm, tại sao cái này lại phải cắt đi? Thực tế, khi mà ngồi ở vị trí tư vấn để giải quyết những cái thắc mắc, những cái ưu phiền của các bạn, thì có một nhóm các bạn bị tuyến vú to. To bắt đầu từ năm 16 tuổi, tức là bắt đầu từ thời điểm các bạn bị dậy thì. To rất là quá khổ các bạn, to đến mức người ta khổ sở vì nó. Thì trong những trường hợp này, buộc phải thu nhỏ mô tuyến lại. Đồng thời phải kiểm tra coi nồng độ hormone, nồng độ nội tiết tố của những bạn nữ này nó có ở mức bình thường hay không. Hai tiến trình đó phải đi song song với nhau. Như vậy, giới thiệu dịch vụ này để nói cho các bạn là không phải ai cũng bị cái vòng một nhỏ, mà có những người vòng một rất là to. Và trong những trường hợp đó phải đi song song, vừa kiểm tra nồng độ nội tiết, vừa thăm khám coi nếu kiểm tra nồng độ nội tiết ổn thì có thể cái mô tuyến vú dừng lại đó, không có phát triển thêm nữa, thì chúng ta có chấp nhận được hay không. Còn nếu như nồng độ nội tiết chúng ta chưa kiểm soát được hết thì buộc phải xử lý mô tuyến vú, thu nhỏ nó lại về cúp A hoặc là về cúp B. Điều đó hoàn toàn có thể làm được các bạn. Còn một trường hợp nữa, đó là các bạn mong muốn loại bỏ mô tuyến vú của mình đi. Trong những trường hợp này thì chúng tôi luôn cân nhắc và tham khảo ý kiến của các bậc phụ huynh là có nên loại bỏ mô tuyến không. Các bạn nhớ là ở vòng 1, sự đầy đặn của vòng 1 được quy định bởi nồng độ nội tiết tố nữ tiết ra từ lúc thai kỳ. Như vậy, nồng độ nội tiết tố nữ sẽ làm hai việc. Một là để cho mô tuyến vú phát triển. Hai là làm cho cái lớp mỡ ở dưới da nó có sự đầy đặn, nó có sự phủ lên hết cái mô tuyến đó. Thế thì đôi khi chỉ giải quyết mô tuyến vú không, thì cái lớp mỡ đó vẫn còn một cái độ dày, làm cho các bạn thắc mắc là tại sao bác sĩ giải quyết tôi cái tuyến vú rồi mà vẫn còn nhiều. Như vậy, trong những trường hợp mà các bạn muốn loại bỏ mô tuyến vú thì điều đầu tiên phải sử dụng nội tiết tố cho đủ thời gian là từ 1 năm cho đến 2 năm. Nên 2 năm là tốt nhất, để cái lớp mỡ ngay chỗ ở vùng bồng 1 nó có cơ hội, nó có thời gian chuyển qua thành cái cơ. Tại vì các bạn hiểu là nội tiết tố của nữ thì hình thành cái lớp mỡ dưới da để hấp dẫn người khác phái, còn nội tiết tố nam tức là tạo thành cơ bắp. Như vậy, quay trở lại là nếu các bạn muốn loại bỏ mô tuyến vú thì việc đầu tiên phải điều chỉnh về nội tiết, vừa làm giảm khối lượng mô tuyến, vừa làm cho cái lớp mỡ ngay vòng 1 nó tan biến đi. Bên cạnh đó là kết hợp với phẫu thuật để loại bỏ hẳn mô tuyến. Và sau cùng lại là nên tái khám đánh giá lại là lớp mỡ còn ở vị trí đó nhiều hay ít, để chúng ta sử dụng cái phương pháp hút mỡ ngay cái lớp dưới da đó. Như vậy, đó là toàn bộ cái quy trình mà thu nhỏ hay là loại bỏ mô tuyến vú. Mong được sự chia sẻ.